Cô gái trẻ bán bánh tráng nướng ở Đà Lạt giá 100 000 một cái khiến dân tình phẫn nộ. Sự thật là gì? 100 Ok, 100 ngàn. Việc bán bánh tráng nướng ở Đà Lạt với mức giá cao như vậy khiến nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên, xen lẫn bức xúc không chỉ là một thành phố có nhiều cảnh đẹp thu hút khách du lịch ẩm thực đà lạt còn khiến nhiều người quan tâm bởi các tiêu chí đa dạng ngon bổ rẻ đến đà lạt ngoài vô vàng các món như lẩu bò ba toa lẩu gà lá é sữa chua phô mai bánh mì xíu mại thì dân tình còn rỉ tay nhau món nhất định phải thử đó là bánh tráng nướng ở Đà Lạt có rất nhiều bánh tráng nướng nhưng thường mức giá của món này trong khoảng 25.000 cho đến 35.000 trên một cái. Bởi vậy, khi mà trên mạng xuất hiện những chiếc clip nói rằng một cái bánh tráng nướng của cô gái trẻ bán tận 100.000 trên một chiếc thì cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, xen lẫn bức xúc bởi cho rằng như vậy là bắt nạt du khách. Tuy nhiên, sự thật là gì? Cụ thể trong clip TikTok của một TikToker tự nhận mình là người Nhật, anh chàng có đến đây mua bánh tráng nướng và khi hỏi trả tiền, cô chủ hàng liền trả lời là 100 ngàn một chiếc. Sau khi clip được đăng tải, rất nhiều người đã tỏ ra bức xúc cho rằng điều đó làm ảnh hưởng đến hình ảnh Đà Lạt trong mắt du khách. Tuy nhiên, sau khi có quá nhiều bình luận phẫn nộ, nam tiktoker, chủ nhân của đoạn clip trên đã tiếp tục đăng một clip giải thích khác. Thì ra cô nàng này chỉ trêu chọc khách mà thôi do biết anh chàng này là một tiktoker. Còn thực tế sau đó thì cô đã tặng luôn bánh tráng nướng cho anh chàng, chứ không hề lấy tiền. Sự xôn xao của câu chuyện này sau đó cũng được nhiều người biết đến, nên cũng có các tơ khác tìm đến đây xem như thật hư ra sao. Và sau đó cũng có người bị chủ hàng trêu là giá 100 ngàn, nhưng cuối cùng thì cô cũng chỉ lấy đúng giá là 25 ngàn trên một chiếc mà thôi sau khi biết được sự thật cư dân mạng cũng đã thở phào đồng thời còn kéo nhau đến ủng hộ cô chủ hàng vui tính này nếu có cơ hội đến đà lạt